bốn loại người còn ghê tởm hơn thú dữ, sống khôn phải tuyệt đối tránh xa. Kính thưa quý vị, sống trong cuộc sống này, gặp được quý nhân đã khó, nhưng biết được kẻ tiểu nhân thì lại càng khó hơn. Cổ nhân dạy, có 8 loại tiểu nhân và thủ đoạn ghê gớm, chúng ta nên thận trọng. Ngụy Hy, người được xưng là Thanh Sơ Tam Đại Gia, tức là một trong 3 nhà văn lớn hàng đầu của triều đại nhà Thanh, đã từng nói: ta không hiểu biết như thế nào là người quân tử, nhưng nhìn vào khả năng chịu nhận phần thiệt trong mỗi sự việc của người ấy là sẽ biết. Ta không biết được như thế nào là kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn vào việc tranh giành phần lợi của người ấy là sẽ biết. Suy ngẫm kỹ càng, thật đúng, nó là quanh co như vậy. Có thể chịu thiệt quả là không phải một việc dễ dàng, cần phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng lớn mới có thể chịu thiệt thòi một cách cam tâm tình nguyện. Tiêu biểu là phải khoan dung độ lượng, chịu nhẫn nhục, co được, giãn được, tức là biết ứng phó thích hợp với tình hình cụ thể, thì chính là một quân tử. Chẳng trách mà người xưa dùng tiêu chuẩn có hay không có khả năng chịu thiệt là yếu tố đầu tiên để nhận biết người quân tử và kẻ tiểu nhân. Kẻ gây chuyện thị phi. Dựa vào gây chuyện thị phi, xúi dục, khiêu khích, ly gián mọi người là phương pháp đơn giản nhất, thuận tiện nhất để mà thực hiện mục đích cá nhân. Trong cuộc sống, rất nhiều kẻ tiểu nhân chỉ vì một chút lợi riêng, một chút ham muốn không đạt được là ăn không nói có, từ bé xé ra to, biến trắng thành đen, biến tốt thành xấu, khiến những người thân cận phải xa lánh. Kẻ đặt điều. Bọn tiểu nhân đều hiểu rằng những điều không có thật, lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ biến thành chân lý. Có lúc chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân khó thực hiện được ham muốn cá nhân. Họ sẽ đặt điều, tạo dư luận huyễn hoặc mọi người. Khi họ đặt điều, thường thường giả vờ thẳng thắn, chính trực, khiến người nghe hiểu lầm thực hư. Vì thế, rất dễ bị lừa, dễ bị mê hoặc. Cáo mượn oai hổ. Để thực hiện được ý đồ riêng, bọn tiểu nhân thường thường tranh thủ lãnh đạo, nhìn hết mặt lãnh đạo cấp trên để làm việc, chú ý nắm bắt từng ly từng tí tâm lý của lãnh đạo cấp trên, cố được lòng lãnh đạo, sau đó lấy lãnh đạo làm chỗ dựa, mượn oai hổ để áp chế người khác, lăng nhục, nói xấu người khác, hãm hại người khác. Gió chiều nào che chiều ấy. Từ cổ chí kim, kẻ tiểu nhân đều không bao giờ có ý chí và nhân cách độc lập. Bọn họ chính cống là loại rồng đổi màu. Chỉ cần lãnh đạo thay đổi là chúng chuyển hướng ngay lập tức, nói cách khác ngay. Bọn họ giỏi quan sát và nắm bắt tâm tư của người khác, luôn luôn để ý tới xu thế phát triển của sự việc, luôn luôn sẵn sàng gió chiều nào che chiều ấy. Tuyệt chiêu của họ là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, vì lợi ích cá nhân luôn ngả theo cái con lợi. Kẻ qua cầu rút ván. Kẻ tiểu nhân không bao giờ có bạn bè chân chính. Họ kết bạn chỉ là tạm thời, là giả tạo. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu, lợi ích bị đụng chạm, họ coi bạn là thù ngay lập tức. Thậm chí họ dám hy sinh cả ân nhân và người thân của mình, lấy đó để đổi lấy cái gọi là hạnh phúc cho mình. Trong đầu họ, chỉ có người nào có lợi cho mình, người đó mới được coi là bạn. Kẻ mượn gió bẻ măng. Một trong những thủ đoạn của kẻ tiểu nhân từ xưa tới nay, lợi dụng lúc nguy ngập của người khác để trục lợi. Đối với những kẻ tiểu nhân mà nói, nắm thời cơ vô cùng quan trọng. Vì thời cơ chín muồi, chúng sẽ hành động dễ dàng. Hơn nữa, chấp được thời cơ, chúng còn có thể biến hành động không chính đáng thành hành động chính đáng và hành động quang minh chính đại. Ngược lại, hành vi của bọn tiểu nhân rất bị người ta nhận ra, nhưng chúng luôn biến hóa. Nếu thấy sức mạnh của đối phương thật quá lớn thì chúng tạm thời che giấu bộ mặt thật của mình. Nếu thấy đối phương ở vào hoàn cảnh bất lợi, chúng thừa cơ tấn công ngay. Kẻ khiêu khích ly gián. Kẻ tiểu nhân từ xưa tới nay khi làm việc phần lớn thích vụ trộm, úp úp mở mở. Bọn chúng hiểu rõ rằng đục nước béo cò,
thì luôn dùng những thủ đoạn đê tiện để mà ly gián người khác, khơi ra mâu thuẫn giữa mọi người. Chờ tới khi những người ly gián đấu tranh với nhau, chúng sẽ trục lợi. Thủ đoạn này hết thực hiện được thì cái hại vô cùng lớn, không thể lường hết. Vì vậy, khi bạn quan hệ với mọi người, nhất định phải thấy rõ, hiểu rõ, không thể chỉ nghe một phía, tin một phía, để tránh mắc câu bọn tiểu nhân, gây phiền toái cho công việc và cuộc sống. Kẻ đạo đức giả, đây là một trò rất dễ mê hoặc người khác, khiến người ta mắc lừa. Đó là thủ đoạn lúc đầu là lùi, sau đó là tiến, vừa có thể tự vệ, lại vừa có thể khiến cho người khác lơ là, mất cảnh giác. Hễ thời cơ chín muồi, kẻ tiểu nhân sẽ bất chấp tất cả tiến hành phản kích, cho tới khi đạt được mục đích. Biểu hiện chủ yếu của thủ đoạn của bọn tiểu nhân là: một là cố ý tỏ ra vẻ nhân từ, rộng lượng, thật thà, thành tâm, công bằng trước mặt người khác. Có khi để đạt được mục đích nào đó, không ngại chịu đau khổ tạm thời, tỏ ra tốt với người khác để được hài lòng người, hết điều kiện tới là trở mặt tấn công. Hai là trước tiên có đối xử tốt hoặc có chút ân huệ nào đó với đối phương, để được đối phương nếm chút ngọt ngào. Hết đối phương xa vào chồng, liền trở mặt tấn công thích chặt và giết thịt. Ba là dùng phương thức kết hợp vừa kéo vừa đánh. Trước tiên là lôi kéo, sau đó là sẽ đánh. Hay nói theo cách khác là vừa đấm vừa xoa. Xoa là để đánh cho họ đau hơn. Thủ đoạn này bộc lộ rõ sự giả dối, xảo trá của kẻ tiểu nhân. Vậy thì đối với loài tiểu nhân này, tuyệt đối không được sơ suất, không được mềm lòng mà phải kiên quyết. Đấy trầm trọng. Vậy nên hãy cố gắng tập thói quen đi đại tiện trước bữa ăn. Đi bộ. Chúng ta có thói quen hoạt động nhẹ nhàng sau khi ăn để dễ tiêu. Thật ra, bất cứ hoạt động nào sau khi ăn đều làm chậm đi quá trình tiêu hóa. Đặc biệt những người bị viêm loét ruột, dạ dày, nếu hoạt động ngay sau khi ăn sẽ làm cho bệnh nặng thêm. Với người già, đi bộ sau khi ăn có thể gây ra đột quỵ. Tốt nhất là sau khi ăn, tùy khối lượng thức ăn mà bạn nạp vào, nên nghỉ ngơi từ 30 phút tới 1 tiếng. Vận động mạnh. Nhiều người cho rằng tập thể dục hay vận động mạnh ngay sau khi ăn là tốt và giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được tốt hơn. Nhưng đây lại chính là một sai lầm cực kỳ lớn của chúng ta. Khi vận động mạnh hay tập thể dục, lượng máu trong cơ thể đang tập trung cho việc điều khiển các cơ quan tiêu hóa làm việc sẽ lập tức chuyển hết đến các cơ bắp để mà đảm bảo lượng oxy đủ để cung cấp năng lượng cho các hoạt động. Chính việc này sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động tiêu hóa, khiến cho quá trình bị giảm